Em. Anh làm gì mà để em đợi lâu quá vậy? Tại anh phải giải quyết một số việc. Xong anh mới qua đây nè. Em biết em chờ bao lâu được không? Thôi anh xin lỗi mà. À, anh cho em cái này. Em đừng giận anh nữa nha. Tên tên tên. Đẹp chưa? Trời, anh hái đồ mày thì ghê quá vậy. Nhưng mà em thích. Em thích những điều tự nhiên mà. Anh biết mà. Anh còn một món quà anh tặng em, đảm bảo em nhìn thấy em sẽ thích. Quà gì vậy? Anh móc cái gì vậy? Anh móc quà mà. Tưng. Xúc xích. Sao mày nhỏ vậy? Em thích cái bự cơ. Cái kia hết hàng bự rồi. Còn cái cỡ này thôi à. Thôi lần sau anh sẽ tìm cái nào mà to hơn cho em. Nhớ nha. Ừ. Lần này bỏ qua đó. Anh sao hứa. Về bự. Lần sau anh sẽ tìm cái bự thiệt bự nha. Đấy, bây giờ bên nhà em là có những loại gỗ này. Anh cứ xem tự nhiên nhé. Rồi, anh cứ coi đi. Được chỗ nào thì nói em. Ok, ok, yeah. Ok nha. Giờ này công việc của em là sao rồi? Em vẫn ổn. Còn công việc của gia đình em sao rồi? Ừ, thì anh chị vẫn vậy. Nay chị đi làm, cháu đi học rồi. Mà em cũng hay quá ha. Hai anh em vô đây cũng không chịu ở với anh chị. Ở nhà ở riêng. Mà đợi anh chị gọi mới về. Tại em bận mà anh. Bận. Bận thì bận. Nhưng mà gia đình mà có hai anh em thôi. Em cũng phải chịu khó năng ba nhà anh chứ. Vâng, em biết rồi. Mà giờ này em yêu đương sao rồi? Thằng Khang nó đối xử với em sao? Thằng Khang tốt với em lắm. Quan tâm em nhiều. Nên em đang chìm đắm trong tình yêu. Đúng rồi. Anh thì anh không có ép em phải quen những người giàu có hay gia đình có điều kiện. Nhưng nên quen một người có công ăn việc làm đàng hoàng. Chứ bữa rồi anh thấy người ta anh thấy cậu ta phụ việc trong cái xưởng gỗ ấy. Anh đi mua gỗ bàn ghế anh thấy. Anh có nhìn nhầm không? Chứ anh Kha nói với em là anh nghe buôn bán gì mà. Nhầm là sao được? Anh gặp nó mấy lần rồi mà. Mà nó không có thấy anh. Em muốn kiểm chứng thì em cứ tới đó em kiểm chứng. Anh chỉ nói vậy thôi. Mà không sao. Chỉ cần anh Khang tốt với em là được rồi. Còn nếu như có nghèo khó thì hai đứa sau này cố gắng là được mà. Được, em cãi được lời anh như vậy thì được đấy. Nhưng mà anh hy vọng rằng là cậu ta sẽ đối xử tốt với em. Nhưng mà có chuyện gì là phải nói với anh. Dạ, nghe không? Em biết rồi. Sao rồi? Dạo này thấy mày tươi quá nha. Đang yêu tất nhiên phải tươi rồi. Ồ. Ủa? Hôm bữa mày mượn tiền tao làm gì? Thì tao mượn tiền mày chở em ấy đi shopping, mua đồ, mua điện thoại, mua này mua kia. Em ấy đâu có biết tao là nghèo khó đâu. Wow. Mày hay quá nha. Mượn tiền của tao mua đồ cho gái. Giỏi. Thì đó, tao phải mượn tiền mày, mượn tiền mấy kia cho nên em ấy
không biết tao nghèo khó, cứ tưởng tao là một đại gia phải làm cái gì vậy? Đang nói chuyện. Đang sâu mày nhỉ. Ủa, em tới hồi nào vậy? Em. Đồ giả dối. Thôi, mày cũng đừng có buồn nữa. Tao nghĩ người con gái như vậy không xứng đáng với mày đâu. Nhưng cô ấy rất là đặc biệt, không giống như những người con gái mà tao đã từng gặp. Cho nên tao muốn thử cô ấy là như vậy đó. Mà kiểu này chắc thôi luôn á. Ừ. Tao nghĩ mày cũng nên thôi đi. Mà thôi đi. Tập tao với mày đi làm bài trai, sẵn sàng chết đi. Đi đi. Thôi bây giờ đi luôn đi. Đây. Anh cái gì mà anh chỉ là một thằng nghèo hèn. Em chia tay thì em cứ đi. Cần gì em phải hẹn ra đây rồi chia tay chia chân cho phiền phức vậy? Em nói chia tay như thế nào? Tại sao anh cứ nghiêm giống như cô ấy khác vậy? Em nói vậy là sao? Bao lâu nay anh yêu thương em, anh phải đi vay mượn bạn bè để mua những món quà mắc tiền để lấy lòng em. Nhưng em đâu có biết em cần gì đâu. Cái em cần là tình yêu của anh mà. Anh hãy cầm cái điện thoại và ít tiền này em trả cho bạn anh đi. Em không chê anh nghèo mà chia tay anh nữa à? Anh à, cuộc sống em vất vả từ nhỏ nên em hiểu được giá trị của đồng tiền. Nhưng mà em không ăn bám anh à. Nếu như anh là một người giàu có và yêu thương một người bình thường như em thì đó là phúc phận của em. Nhưng nếu anh là một người bình thường thì đó cũng là quyền lựa chọn của em mà. Mình cùng nhau cố gắng được mà anh. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em thích những điều đơn giản và tự nhiên từ anh mà. Nhưng mà em... Thôi, anh cứ cầm tiền và điện thoại trả cho bạn anh đi. Em dùng điện thoại này cũng được mà. Anh xin lỗi em. Xin lỗi em vì anh đã làm như vậy đối với em. Còn những chuyện mà em đã nghe thấy anh với bạn anh nói là do anh cố tình. Vì những lần mà anh mua đồ, mua quà tặng cho em đều nói những món đó là những món đắt tiền. Em không dám nhận. Anh mới thấy làm lạ thôi. Anh tò mò. Anh muốn tìm hiểu em như thế nào, xem em có giống như những người con gái khác không. Cho nên anh mới làm như vậy, mới thử lòng em. Anh xin lỗi. Quỷ sứ à. Tuy anh không phải là đại gia, nhưng anh có thể lo cho em đầy đủ, không để cuộc sống cho em phải túng thiếu một thứ gì. Vì anh yêu em. Em ghét anh. Tại sao lại thử lòng em như vậy? Nhân đây, anh cũng nói em biết luôn. Những việc làm của anh mà chính mắt em đã thấy ở xưởng gỗ đó, đó đều là sự thật. Và cái xưởng gỗ đó là của gia đình anh. Còn những việc mà anh làm ở đó chẳng qua là anh muốn vận động tay chân để cho người anh nó khỏe, để sau này còn yêu thương em, bảo vệ cho em. Em có hiểu chưa? Ngốc à. Em biết rồi. Khi vắng xa em lòng anh nhớ em thật nhiều. Vì quá vui trong tình yêu đã trôi. Mẹ. Ờ. Mẹ đến chào gọi con ra ăn sáng nè. Đi con. Mẹ không ăn đâu. Hồi hôm có ăn nhiều quá giờ con no quá à. Thì con cũng phải ăn cái gì lót dạ chứ.
để cái bụng trống vậy? Rồi học hành gì được con? Bụng con có rỗng đâu mẹ, tại hôm qua ăn no quá nên giờ con không nổi nữa, không đi học nha. Con bé này nè, mẹ đưa con tới trường nha. Thôi mẹ ăn cơm đi làm đi, con tự đi học bằng xe buýt được mà. Thôi con đi nha. Con người ta thì thích đưa thích đón, còn con bé này á cứ đòi đi xe buýt đến trường, lạ thiệt. Làm cái gì mà lâu dữ vậy? Cũng may á là mày còn tem đó, chứ không thì theo kinh nghiệm thì con nhỏ này không có đi chơi đêm được, má nó sẽ không cho, phải cho nó đi ban ngày mà phải nhanh mới được. Em chạy thì chạy đại đi, còn muốn qua mặt anh à? Sao em tới trễ vậy? Dạ em hôm nay nhìn em dễ thương quá. Thôi cũng trễ rồi, anh chở em đi ăn sáng xong rồi em đi học nha. Dạ. Mình đi nha. Lại kịch bản cũ nữa mà. Mình phải ngăn chặn hắn ta lại, không để cho hắn làm hại chị gái mình được. Hay là anh chở em về luôn? Thôi anh chở em tới đây được rồi, con mẹ em thấy á. Không muốn xa em chút nào á. Thôi anh tranh thủ chạy về đi nha. Ngày mai anh đón em nữa nha. Dạ. Anh sẽ phải điên đảo vì em thôi. Chị Duyên. Chị đừng có tin những gì anh ấy nói. Cô là ai? Tại sao cô biết tôi và anh ấy đang yêu nhau? Em là ai không có quan trọng, nhưng mà chị đừng có tin những lời ngọt ngào của ảnh. Trước đây em đã bị ảnh lừa và em rất là đau khổ. Chị đừng có đi vào vết xe đổ của em mà. Nè, tôi không có biết cô là ai hết á. Cô đừng có tùy tiện xúc phạm người khác. Bây giờ tôi yêu anh ấy rồi, cô có nói gì tôi cũng không tin. Chị Duyên. Chị Duyên. Trời ơi đẹp quá à. Sao mình chụp boy nào cũng đẹp hết ta. Trời sinh mình ra có cái nhan sắc mà khiến ai cũng ganh tị luôn á. Dễ thương quá à. Tới giờ đi học rồi mà buồn ngủ quá vậy trời.
thêm đúng không? Dạ. Nhớ về sớm đó nha. Dạ con biết rồi. Nè, kêu con biết chút á, nó chạy xe cho cẩn thận đó. Dạ con biết rồi, thôi con đi nha. Em. Dạ. Anh có món quà muốn tặng cho em nè. Em cảm ơn. Cảm ơn thôi hả? Làm cái gì đó đáp trả tình cảm cho anh đi. Làm gì là làm gì? Nè. Ái, anh vô duyên quá à. Anh yêu em mà. Em có yêu anh không? Dạ có. À mà em ơi. Dạ. Sáng giờ anh đi công việc á, nóng quá à. Hay là mình kiếm chỗ nào đó anh tắm rồi anh chở em đi coi phim nha. 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 Cũng xin cảm ơn ca sĩ Ngô Mộc Khang rất là nhiều. Thì Bảo Khang đã dành thời gian cho chương trình của kênh ca sĩ Nguyễn Hậu TV. Thì hôm nay em biết có xảy ra chuyện gì đến đây, mà Khang có còn muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả không ạ? Xin cảm ơn MC Duy Nguyễn cũng như cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Khang chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình của mình. Và điều cuối cùng Khang muốn nhắn gửi đến những ông chồng là sau khi xem chương trình này, hãy vào bếp làm một bữa cơm thật ngon để làm cho bà vợ của mình thật hạnh phúc thêm nhé. Duy Nguyễn và Bảo Khang xin cảm ơn khán thính giả đang xem kênh của nhạc sĩ Nguyễn Hậu TV rất là nhiều. Và hẹn quý vị lần sau. Xin chào. Kính thưa quý vị, hiện nay tình trạng sống thử được xem là một trào lưu trong giới trẻ. Đối với những người trong cuộc thì họ xem đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng ít ai nghĩ đến những hậu quả của nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta về sau như thế nào. Đáng báo động là hiện nay một bộ phận các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm trong việc sinh hoạt tình dục cũng như cách phòng tránh cho mình những bệnh lây truyền từ vấn đề này, rồi dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, mắc các bệnh xã hội như giang mai S, viêm nhiễm đường sinh sản hoặc nạo phá thai dẫn đến tai biến như ung thư, vô sinh. Sao vậy? Mẹ.
sao vậy con? Dạ con nằm mơ thôi à. Lúc nãy mẹ ở ngoài á, mẹ soạn mấy tấm hình, mẹ nghe con la lớn quá mẹ mới chạy vô đây nè. Con nằm mơ hả? Dạ. Mà sao con lại ngủ giờ này? Con đợi tới giờ đi học mà con ngủ quên luôn à. Mẹ nói con hoài hả? Con lo đi học, đừng có đi chơi bời nữa. Về đây mệt mỏi, rồi lại ngủ quên rồi nằm mơ này nọ. Mẹ, cô gái này, con gái của cậu Tư con đó, nó mất hơn một năm rồi đó con. Chết rồi. Lúc đó nó còn đi học mà con bé này tính tình của nó bướng bỉnh lắm, không có nghe lời cậu Tư mở Tư con dạy đâu. Nói đi học mà toàn là trốn đi chơi với người yêu không à. Kết quả là nó có thai, sợ quá nó mới đi phá thai. Sau cái lần phá thai đó, bác sĩ nói là nó bị vô sinh, cộng thêm gia đình hắt hủi nó. Nó buồn quá nó nghĩ quẩn rồi nó tự tử con à. Em là ai không có quan trọng, nhưng mà chị đừng có tin những lời ngọt ngào của ảnh. Trước đây em đã bị ảnh lừa và em rất là đau khổ. Chị đừng có đi vào vết xe đổ của em mà. Con à, con sao vậy? Dạ con không sao mẹ ơi. Thôi con ra ngoài, mẹ nấu chút gì cho con ăn rồi con đi học nha. Mẹ, từ nay mẹ đưa con đi học đi mẹ. Mẹ đưa con đi học hả? Ừ. Dạ. Con gái. Thôi đi con. Dạ. Đi. Mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Không, 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 không.
cũng muốn người mình yêu sẽ hiến dâng đời con gái thân trắng trong cho mình. Khi xong người đàn ông sẽ bước đi, bỏ lại đây những xót xa cho con tim buốt giá. Nhưng nay người đàn ông sao vẫn muốn ngày đẹp đôi khi kết hôn, đòi con gái phải trắng trong nguyên vẹn. Ôi sao cuộc đời kia quá bất công, lạnh lùng bao đôi mắt trông đang nhìn em. Ừ, anh biết rồi, lát cũng đi giờ nè, nhớ sáng nha. Alo. Em hả? Dạ em rảnh không? Ừ, qua nhà anh liền đi. Dạ đi làm rồi. Ừ, nhớ em cũng chết. Qua liền nha. Sao mà đồ mới thế này? Bà đôi dép của ai đây? Đây đâu phải dép của mình. Anh không đi làm sao? Tại nhà mà chỗ có nóng đâu, sao anh lại cởi trần thế kia? Hôm nay anh mệt quá nên anh xin về nghỉ sớm. Mà anh quen học mặc đồ rồi, vậy anh thoải mái. Mà sao anh về sớm vậy? Tại vì em đi đâu bụng nên em xin về sớm. Rồi hả? Em về sớm, em cũng về sớm nữa. Em muốn có con. Hả? Bây giờ? Ừ. Sao đợi tối rồi em? Nhưng mà em muốn là... Hôm nay em vui không? Dạ em vui lắm. Anh á là người đàn ông tuyệt vời nhất của em đó. Thiệt không? Thiệt. Anh là yêu thương em nè, quan tâm em, lo cho em nữa. Sao mà không yêu anh được? Em lần này mà có em bé á thì hạnh phúc gia đình mình sẽ lớn lắm. Ba mẹ em ở nước ngoài về sẽ cho anh 3 tỷ để làm vốn đó. Thiệt hả? Thiệt. Nhưng mà anh phải ngoan cơ. Anh không ngoan là không có đâu. Anh ngoan mà. Với lại anh cũng chán làm công ăn lương lắm mà. Có 3 tỷ anh sẽ mở công ty riêng. Nhưng mà
ăn mẹ ngoan anh đó. Em mà có thì anh mèo mạp gà đồng với cô nào chết với em hay chưa? Yên tâm, anh làm gì có. Em kể anh nghe nè, bữa em đi đánh ghen dùng cái nhỏ bạn em đó. Em đâu hình đánh đấm gì đâu. Em dùng kéo cắt tóc, cắt quần áo của nó luôn, cho nó khỏi về nhà luôn. Ghê không? Rồi em xử nó. Rồi em định xử anh giống vậy đó hả? Em xử nó trước, rồi em xử anh sau. Coi chừng em đó. Nhưng mà anh đâu có vậy đâu. Vì anh yêu em mà. Anh nhớ đó nha. Được rồi. Mình nhớ đi anh. Anh thật là tuyệt vời. Ngủ đi nha, em đi tắm đây. Em ơi, anh xuống nhà nha. Dạ. Chắc là chảy mất rác rồi chứ gì. Để xem là còn dám lén phép với chồng tao không. Đợi anh có lâu không? Em mới lại đây. Anh đi xem. Cho anh xin 50 anh. Anh xin lỗi chuyện bữa trước nha. Vợ anh về sớm. Từ giờ mình đừng gặp nhau nữa. Anh chỉ đến với em để tìm của lạ thôi. Không. Dẹp đi. Vợ anh xinh đẹp như thế, anh đã gấp yêu vợ của mình. Gia đình chị ấy còn giúp anh mở công ty cơ mà. Anh đừng nói yêu em. Em thôi thật đó. Hãy về với gia đình của anh đi. Nếu thật sự yêu em, hãy giữ cho em những cảm xúc chân thật. Vậy là được rồi. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Em